Hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 210 triệu đồng nhóm tổ chức ăn nhậu giữa lúc đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ kiểm tra, xác minh, cho thấy có 21 người tham gia tiệc nhậu này. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đức Huệ xử phạt hành chính mỗi cá nhân 10 triệu đồng, tổng cộng 21 người về vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.